Dạ em chào anh. Dạ anh ơi, vui lòng đừng hút thuốc trên xe. Người ta hút thuốc rồi sao? Dạ, ý kiến gì không hả? Dạ. Alo. Alo anh hả? Bà xã hả? Gần về chưa? Anh còn cút nữa anh về liền. Rồi, tranh thủ về nha. Mà nè, chạy có mệt á cũng phải vui vẻ nha không? Đừng có nổi nóng nha. Mới ở trọng ra đó. What the hell? Đừng có nổi nóng. Đâm lộn chém lộn rồi vô trọng nữa mất công lắm á nha. Thôi em biết rồi mà. Rồi xong rồi về liền. Ừ. Ủa anh không gắt chân nữa anh? À không, bỏ chân em để chơi chứ em có gì đâu. Dạ hết bỏ chân rồi. Dạ thôi mình đi nha. Đi. Em rồi.